Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái quán ăn ngon mà rẻ nữa nha các bạn. Quán này thì nằm ở gần cầu Bà Bầu đó các bạn, thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên nha. Đây là quán cơm tấm Tí Đen và bún cua Tí Đen. Buổi sáng thì ở đây thì từ 6 giờ cho đến 10 giờ là bán bún cua nha các bạn. Và từ 10 giờ cho đến khoảng 3 giờ thì sẽ bán cơm. Cơm ở nơi đây thì vừa ngon mà vừa rẻ nữa các bạn. Giá thì cũng rất là bình dân nha. Cơm thì có cơm tấm, cơm sườn, cơm thịt lụi, cũng đủ thứ hết trơn á. Phường Mỹ Xuyên xưa nay đa số là những người dân lao động nghèo, cho nên những quán ăn ở nơi đây thường có giá khá rẻ. Và đồ mặc cũng như vậy nữa các bạn, quần áo cũng có giá rất là rẻ luôn.